Hiện nay Hà Nội có hơn 50.000 ca nhiễm F0, một nửa trong số đó đang được theo dõi và điều trị tại nhà. Thành phố đã huy động 4.000 bác sĩ kêu gọi các tình nguyện viên để hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Trong đó, những đội ATM oxy đầu tiên vừa bắt đầu hoạt động tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Các thành viên của đội ATM oxy những ngày này đang trực cả ngày lẫn đêm để sẵn sàng hỗ trợ oxy cho người dân miễn phí. Khi các ca bệnh gia tăng, công việc của họ càng bận rộn hơn. Phóng viên chúng tôi đã theo chân các tình nguyện viên này trong tối qua. Ở bên em là trạm ATM oxy lưu động đấy ạ. Anh có cần gì không ạ? Em cảm thấy hơi khó thì bên mình có chỗ để em không ạ? Dạ vâng, hiện tại địa chỉ của anh đang ở đâu ạ? Alo. Những cuộc điện thoại liên tục những ngày này. 12 thành viên của đội chia thành 4 ca, mỗi ca trực 6 tiếng. Ca tối từ 7 giờ và ca đêm từ 12 giờ đêm. Khi họ đã gọi vào đến ban đêm mà họ gọi cho mình, họ phải là tình trạng bệnh nhân là rất là nguy hiểm rồi. Bảo anh em tình nguyện viên làm sao mà đi nhanh nhất có thể để mà có mặt, lắp đặt các thứ, làm cho bệnh nhân có thể ổn định lại, cũng như là báo lại cho bên y tế để làm sao mà có thể bên trạm y tế sẽ điều người hỗ trợ. Dục nhau là nhanh lên, không được để họ phải đợi thêm một giây phút nào nữa, để cho họ không được cảm thấy là mình đã sắp cận kề với nguy hiểm rồi. Bọn em không bao giờ muốn tình trạng đó xảy ra cả. Điểm đến là một gia đình có 4 thành viên đều là F0 và đang điều trị tại nhà. Nước sôi. Đây năm đây. Tại phường Lĩnh Nam đang có gần 300 bệnh nhân F0. Trung bình mỗi ngày có 15 đến 30 ca F0 mới. Nhu cầu hỗ trợ, tư vấn và điều trị những ngày này đang rất lớn. Bình oxy được liên tục đưa về trạm y tế của phường, đảm bảo có tối thiểu 10 bình. Mình giờ có bị triệu chứng gì nữa không? Khi mà em gặp F0 và em đeo ống thở thì em vẫn nói với anh là anh cố lên. Rồi mọi chuyện tất cả rồi sẽ bình thường thôi. Mình không có gì phải lo lắng cả, bởi vì mình càng lạc quan thì sức đề kháng của mình càng cao. Dịch căng thẳng hơn thì bọn em vẫn sẽ sẵn sàng thôi. Mình cũng không ngại khó ngại khổ gì cả, bởi vì mình sức vẫn là thanh niên, mình vẫn có thể cống hiến được. Số điện thoại của các thành viên trong đội thì được chia sẻ công khai ở nhiều diễn đàn và trang Facebook. Chẳng hạn như đây là trang Facebook Tôi yêu phường Lĩnh Nam, và người dân bất cứ khi nào cần thì chỉ cần nhấc điện thoại gọi thì những thành viên trong đội sẽ có mặt dù là nửa đêm hay là về sáng. Và có những thành viên trong đội ban ngày thì vẫn đi làm nhưng ban đêm lại về đây để sẵn sàng hỗ trợ cho người dân khi cần thiết. Và tất nhiên thì họ cũng đã được tham gia những khóa tập huấn, những kỹ năng về hỗ trợ cho bệnh nhân F0. Bữa tối muộn vội vàng vì có thể có điện thoại của bệnh nhân bất cứ khi nào. Ca đêm bao giờ cũng vất vả nhất.